Hello cả nhà, xe đạp Nhật Bản xin chào. Lên cho cả nhà một con xe đạp trợ lực. Đây là một con Yamaha Bass City 27 inch ha cả nhà. Nếu ai có theo dõi Phúc thì cách đây mấy hôm cũng có lên một con Yamaha Bass City, nhưng mà xe đó vừa về thì đã có khách đặt cọc đó cả nhà. Cho nên là xe đó mình bán rồi. Thì hôm nay về tiếp một con Bass City 5 số ha cả nhà, con xe đời cao. Thì con xe này nó mang viên pin của nó là tới 12.8 ampere ha cả nhà, nguyên zin luôn. Để vô chi tiết nha, nhà cùng theo dõi một con Yamaha Bass City. Thì đây là một con Yamaha Bass City đời cũng tương tự như cái con hôm mình lên đó cả nhà, là khoảng 2018-2019 ha. Để mình đi từ sau ra trước đi, để cho cả nhà tham khảo một con Yamaha Bass City. Về tổng thể thì đây là một con Yamaha Bass City nguyên zin, tức nghĩa là điện zin nè, điện 100 zin nè, pin zin nè, máy zin, nói chung là tất cả mọi thứ đều là zin hết. Mình không có can thiệp vô ha. Cho nên là hiện tại thì có một số shop á, bán thì độ chế sang điện 220 rồi lên tay ga. Còn những con xe này là con xe trợ lực thuần nội địa Nhật, tức có nghĩa là đây là những con xe bãi nhưng mà nó là nguyên bản, không có qua độ chế gì hết ha cả nhà. Đây. Đùm là đùm 5 số Shimano Nexus ha cả nhà. Câm đùm niền là 27 inch. Và màu của con xe này thoạt nhìn thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu đen đúng không, nhưng là màu xanh nhớt nha cả nhà, tức có nghĩa là khi chúng ta đi ngoài đường thì nó sẽ ra màu xanh rất là hay. Màu đen thì nó sẽ là đen tuyền đúng không, còn cái này là màu xanh nhớt nha, chứ không phải là màu đen. Thì con này mua tại cửa hàng Asahi của Nhật nè. Năm là 2018 ha cả nhà, 2018. Một con xe đời cao. Về sườn thì đây là một con xe sườn nhôm ghét đầu bu đây đó, giống như mình đã mô tả những con xe trước ha, thường là những con xe của Yamaha thì ghét đầu bu của nó là bằng mũ dẻo chứ không có phải là bằng inox, cho nên là khi mà nó có ngã cấn mớp á, thì nó sẽ không để lại dấu ha, tại vì cái này là bằng mũ dẻo nè, nó rất là bền bỉ theo thời gian. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ không có sáng xe bằng những cái vệ inox, nhưng ngược lại thì nó là thể thao, tức nghĩa là nó màu xanh đen với màu đen ha, xe nó thể thao hơn, còn con kia thì nó sang trọng hơn. Thì thường thì đội nóc thì của Panasonic á, Panasonic thì nó sử dụng đội nóc ngoài cái sườn nhôm ra, gác đầu bu là polycarbonate ra, thì còn lại là inox ha cả nhà. Đây, ba ga inox nè, chân chống inox, câm đũa đồ này kia đồ là đều là đồ inox hết ha cả nhà, và rất là đẹp nha. Thì đây là những con xe tuyển chọn, cho nên là mình thì không có nhiều. Chỉ có những con xe nào mà mình cảm thấy vừa ý, còn khoảng hơn 80% trở lên thì mình sẽ lấy. Đặc biệt con xe này cái viên pin nó đi lên đến là khoảng gần 80 cây số nha, tại vì đây là viên pin 12.8 là 13 ampere. Thường thì pin 8.9 là rất ngon rồi cả nhà, tức nghĩa là nó đã đi được khoảng hơn 40 cây là đã rất là ngon. Còn cái viên pin này là viên pin khủng rồi, tức nghĩa là nếu như mà mua mới tại Nhật thì nó không rẻ nha. Thì nếu mà ai có người thân ở Nhật thì cứ điện hỏi trực tiếp hoặc là tham khảo ha. Những cái viên pin này rất là mắc tiền nha cả nhà. Đó, với cái dung lượng này có thể là chúng ta phải bỏ ra đến 5, 7 triệu, 10 triệu để mua một cái viên pin như thế này ở Nhật nha cả nhà, chứ không ít đâu. Nhưng mà về Việt Nam là hàng bãi cho nên là chúng ta mua được cái giá thì khoảng 50% so với giá xe mới thôi. Như con xe này hôm trước là mình bán con kia là dung lượng 8.9 đúng không, là 9 chấm á, cũng đời giống y chang như vậy, là mình bán 14 triệu đúng không, còn con xe này là bán 14 triệu rưỡi nha cả nhà. Đó, giá cả thì hầu hết xe nào mình bán mình cũng công khai hết, cho nên là cả nhà cứ yên tâm ha. Đây logo Yamaha rồi sao nè, dung đùm bọng được còn rất là ngon nha. Khi mà chúng ta đạp thì cái máy nó sẽ ré lên nha cả nhà. Thì đây là con xe trợ lực, có nhiều khách hỏi không biết là cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào, thì nó sẽ có
nó sẽ có một cái máy ở dưới này ha cả nhà, và nó sẽ hoạt động dựa trên cái cảm biến lực chân của chúng ta tác động vào cái giò đạp nè. Đó, khi chúng ta tác động mạnh thì nó sẽ trợ lực mạnh ha cả nhà. Về máy móc, về điện thì mình cũng giới thiệu sơ cho cả nhà ha. Nếu chúng ta đi á, thì cẩn thận một xíu, tại vì cái hộp ở trong đây là nó đựng toàn bộ cái dây điện mà nó đi từ sườn và từ máy vô đây ha. Tất cả nó là rắc cắm hết. Cho nên khi chúng ta rửa thì chúng ta cũng lưu ý, nếu như mà nó lỡ nó có ướt á, thì chúng ta phải phơi nắng nha, phơi nắng cho mấy cái rắc này nó khô. Tại nhiều khi á, khi mà chúng ta rửa nước vào thì nó không có hư, nhưng mà nó sẽ bị chạm mạch đó, thì nó sẽ không có hiển thị cái màn hình này nha cả nhà. Nhưng mà nó không có hư đâu, tức nghĩa là nó sẽ bị vô nước ở những cái chấu nè, đó đó đó, mấy cái rắc nè, thì nó liên kết với nhau bằng những rắc cắm thôi, chứ nó không phải là mạch liền, cho nên là vào nước thì nó sẽ không có trợ lực được đó. Hoặc là chúng ta rửa đó nó sẽ dính nước đó, thì chúng ta phơi khô thì nó sẽ bình thường trở lại ha, không phải là lỗi đâu nha. Trước giờ thì mình cũng không giới thiệu cái phần này, thì bữa nay mình giới thiệu cho cả nhà tất cả các mạch điện nó đều nằm ở trong cái hộp này nè đó. Thì chúng ta về nó sẽ có ống vít đó, chúng ta tháo ra chúng ta xem cũng được ha. Thì tất cả đồ trên xe này đều là đồ zin theo xe hết ha cả nhà. Theo nhận định của mình thì đây là một con xe cũng rất là đẹp chứ không có phải là xấu nha, và đời cao mà đó. Thì viên pin này nếu chúng ta sạc đầy á thì đi được khoảng 77 km này cả nhà. Nếu mà trợ lực mà đi mà mạnh, đi trợ lực mà nó sử dụng nhiều luôn đó, là mình đi được 48 km luôn. Tức nghĩa là con xe này cái viên pin còn rất là chất lượng ha. Đó. Đây, màu xanh nhớt nha cả nhà. Qua hình ảnh qua camera thì chúng ta có thể thấy thì nó cũng không phải là đen lắm, cho nên là màu xanh xanh nhớt thì nó cũng hiển thị cho cả nhà có thể thấy được, nó hơi khác. Nhưng mà ở ngoài thì mình sẽ cảm nhận rõ ràng hơn. Đây, tất cả tem bọng, tem mát đều là của Nhật hết. Đây là những con xe chỉ lưu hành nội bộ Nhật thôi nha cả nhà. Nó không có sản xuất cho thị trường ngoài, chỉ là hàng nội địa thôi. Cho nên về chất lượng thì rất là tốt, chúng ta sử dụng thời gian dài rất là ngon ha. Đây. Đây, cầm đùm niền đều là đồ zin của nó hết trơn ha cả nhà. Đây. Đây, cái đèn của nó nè. Thật nhìn thì chúng ta sẽ nhìn nó đơn giản như thế thôi, nhưng mà ban đêm rất là sáng nha. Giống như mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều về những cái đèn này, thì có loại thì sẽ là hai bóng ở phía ngoài cùng và cái chá nằm ở trong, còn con này thì cái chá nằm ở ngoài cùng còn cái bóng nằm ở trong. Nếu như mà một bóng thì cái công suất nó sẽ cao hơn so với hai bóng thì công suất nó thấp hơn, tùy đời xe, tùy vào cái cấu tạo của cái đời xe thì nó sẽ có những cái đèn khác nhau, nó sẽ không có đồng bộ đâu nha. Cho nên là có thể là chúng ta sẽ thấy cái đèn này hoặc là cái kiểu dáng tròn, rất là nhiều kiểu dáng ha cả nhà. Nhưng mà đây là những cái đèn zin theo xe hết, tại vì những hãng khác thì sẽ không có đèn đâu, ngoài cái nội bộ nội địa Nhật ha, ngoài cái hàng nội địa Nhật. Con này thì lên cái rổ inox zin bản Nhật rất là đẹp nha cả nhà, và ở dưới nó sẽ có lưới luôn, cái rổ cực kỳ chất lượng luôn. Chúng ta nhìn thấy ở ngoài thì nó sẽ có thể là đồ sộ hơn ở trong hình nữa đó. Xe này thì mình ship toàn quốc nha cả nhà, ở đâu mình cũng ship được hết, cho nên về phần vận chuyển là bên shop lo. Giá xe thì chưa bao gồm phí vận chuyển, tại vì xe mình ship toàn quốc cho nên là không có biết khách hàng ở tỉnh nào và báo giá ship ha. Cho nên giá ship thì sẽ bao giá ship thì sẽ tính theo từng tỉnh thành trên cả nước, thì nó sẽ có cái bảng giá ship. Nếu mà chúng ta cần thì sẽ inbox trực tiếp qua Zalo cho Phúc, qua số điện thoại phần mô tả đuôi 1234 ha cả nhà. Đây. Con xe này thì đi về chúng ta mà chăm chỉ lao thì mới mốt nó sẽ rất là bóng ha. Cái này thì hàng bãi mà nó được như thế này thì cũng rất là đẹp rồi ha cả nhà. Nội cái viên pin này không là một khối tiền nè. Đây 12.8A ha cả nhà. Đây. Đó. Tem bọng là đầy đủ hết. Những con xe trợ lực này thì nó đi sên nha cả nhà. Cũng có một số dòng đi dây cu ro, nhưng mà những cái dòng dây cu ro thì ít hàng lắm. Dòng dây cu ro thì chỉ có hình như là của Rigaton thôi. Còn Yamaha với Panasonic thì hầu hết là dây sên. Không biết là có không nha, nhưng mà mình chỉ nói là hầu hết thôi.
Còn xe thì nó rất là nhiều đời, mình không có biết hết được đâu cả nhà. Tại vì những cái dòng Bách City này ở Nhật nó rất là chuộng nè, cho nên là chúng ta sẽ thấy rất là nhiều. Và thương hiệu Yamaha và Panasonic là hầu như là hai thương hiệu xe trợ lực là lớn nhất của Nhật rồi, của nội địa Nhật rồi ha cả nhà. Cũng có của Rheingarton, cũng có một số thương hiệu khác, nhưng mà đa số là Panasonic và Yamaha, là hai ông này ổng độc chiếm cái thị trường luôn. 14 triệu rưỡi con xe này ha cả nhà, quay cận cảnh chi tiết và mình cũng đã có hình ảnh chi tiết con xe này luôn, cho nên là khách hàng nào cần thì cứ alo cho Phúc. Đây mình sẽ cho mọi người ha, một con trợ lực rất là lực lưỡng luôn, con xe mua là xứng đáng đồng tiền ha cả nhà. Đó, nếu như mà hết pin thì chúng ta sẽ đạp như một con xe đạp cào cào bình thường 5 số ha cả nhà, không có nặng nhọc gì hết, từ số 1 cho tới số 5. Đó, nếu muốn đi trợ lực thì bật lên, còn không muốn đi trợ lực thì đi giống như một con xe đạp bình thường. Chúng ta sẽ có 2 trong 1 ha, mua một con xe đạp cơ không thì không có trợ lực. Đó, giá cả thì mình có báo ở video, nếu khách nào mà cảm thấy phù hợp và cái túi tiền của mình nó phù hợp với lại cái giá của mình đưa ra thì alo cho Phúc. Đó, xe này thì mình không có nhiều ha cả nhà, lâu lâu thì mình tuyển được con xe đẹp thì mình lên cho cả nhà thôi. Rồi, xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.